Thầy Cúc đang làm gì đó. Ờ gì ống chích không cho nó vậy? Đập bụi đạn ta vô á. À. Số bụi đạn ta vô ta bỏ này. Nhà quan, cái nhà quan vô chủ à. Mấy cái bao, cái bao mà rất là những chích nó cục để đồ á, một cái bao xử lý hết. Dọn đi. Cẩn thận nha, ống chích không tim tim, tim tim không ấy nha. Mấy Cúc ơi, cho mình hỏi cái mấy Cúc lấy cái thùng này làm gì đấy? Cho cái ông kia ông nằm. Cái ông bữa vô quay giờ gặp ông nằm dưới đất á. Bữa cái vô chung nhà bây giờ đó. À. Thấy ông nằm dưới đất tội nghiệp quá. Cho nên về chở cái ông giấy cho ông. À. Ông làm gì cái này mà ướt nhẹp à? Giờ mấy Cúc rất là tốt tính. Dạ. Lo cho rất là nhiều người, ai mà khó khăn là mấy Cúc đều lo lắng hết. Hỗ trợ. Không cho tiền bạc thì giúp đỡ, nhưng mà bằng cái đơn giản như thế này đấy, mang cho cái nhiều kia. Tại vì cái cũng có một ông bạn là nằm ở nhà hoang, thì Mai Cúc chở cái này tới để làm cái miếng lót cho cái ông đó ông nằm. Mọi người thấy không ạ? Sống rất là tình cảm nhá. Cái bao đi theo đường nè, đi bộ lên tầng á. À. Đi theo đường nhà mà ở hai chỗ gần, một chỗ ở dưới gầm cầu nữa. À chú ở gầm cầu. Nếu giờ mấy chú muốn gặp ổng mà xuống dưới gầm cầu mà cần giúp đỡ cũng giúp đỡ cũng được. Dưới gầm cầu phước nè. À. Ở dưới gầm cầu. Chú không có nhà cửa. Không có nhà cửa vậy. Chú có con cái gia đình gì không? Không, không có, cũng không vợ con nữa. Sống độc thân vậy. À, chú năm nay khoảng bao└└².==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 ················className     Dạ, cô ở là ở đây mày đó vậy, ở trong nhiều chỗ nhà quan với ở cái gầm cầu đó. Dạ, hiện tại thì chú đang ở gầm cầu á, chưa chú về đây nhà quan chú ở dưới. À. Là trước giờ là dạ. Mai Cúc có thường giờ đi lượm dây chai cùng chú không? Có đi lượm chai lúc đi mà đi xe đạp chú thì chú đi bộ. Chú đi bộ thì nghiệp chú không biết chạy xe đạp. À. Chú đi bộ à. Mai Cúc thì biết chạy xe đạp nhưng mà xe máy không biết chạy, xe máy thì đó không biết chạy. Xe đạp thì chạy được. Quen rồi, quay xe đạp mà. Xe đạp đi cũng chi không? Giờ mấy Cúc chở bên rồi chở chở cái này qua bển. À không gì, giờ mấy Cúc chở qua cho. Thôi anh chở. Cứ ổng về ổng ngủ rồi. À, thì gần như vừa nãy em nói đấy, Mai Cúc có tính rất thương người. Khi mà gặp ai khó khăn thì Mai Cúc đều giúp đỡ. Nếu có tiền cho thì có thể giúp đỡ bằng cái tinh thần bình thường. Còn đây là Mai Cúc đang chở một cái thùng đến tới căn nhà hoang để giúp cho cái chú mà cũng ở trong cái căn nhà hoang đó có chỗ nằm. Bình thường thì không có cái gì lót cả, toàn nằm đất thôi mà. Em thấy cũng thương quá nên là Mai Cúc chở cái thùng này tới để cho cái chú đấy lót xuống để nằm nghỉ ngơi ấy. Mọi người thấy không ạ? Mặc dù là đã mình khó khăn chứ không có giàu có gì, nhưng mà rất là thương người, lo lắng cho người khác.
cái căn nhà hoa mà ngày hôm bữa Mai Cúc tính ở. Tuy nhiên thì tụi em khuyên rằng là thôi đừng ở nữa, cũng không sạch sẽ cho lắm. Thì Mai Cúc đã vô tình gặp được một chú nữa cũng tới đây nằm. Đó, và thấy thương cho hoàn cảnh của chú thì đã mang cái tấm bê tông này tới đây để cho một chút nữa cái chú đó chú về chú nằm lót nó đỡ gơ gáy hơn. Chắc cái gì đây, có gì để thấy ngon, gì đỡ ngon. Nhìn cái kính đáo không hả? Nhưng mà ở đây mới dọn có dưới kìa, mới dọn sạch sẽ. Dọn đi, nó dơ cái này xong dọn nổi. Chắc là nhiều luôn. Được, chắc dọn được. Có giá là xuống hết. Giá xuống coi sùi bùa để hết được. Được hay được không? Bây giờ dùng giá thì tốt rồi. Ở chú kia đi làm chắc chưa mới về hả Mai Cúc? Chưa. Ủa thì Mai Cúc bây giờ quyết định sao, có ở đây nữa không hay là thôi? Nhưng mà thấy ở đây dơ quá. Dọn lúc nào. Nếu đang mình ở, mình ở được góc ngoài trước này nè. Góc trước mình thôi, góc trước chọn coi trong góc trước là đầu xe hơi. À, trước là đầu xe hơi. Đầu xe là cái số này người ta đậu xe hơi rồi. Bây giờ chỗ này đón lắm rồi. À, bây giờ thì Mai Cúc sẽ làm gì? Bây giờ đi về à hay sao? Đi chưa đây. Nghỉ chưa hả? Mai lấy xấu, mai lấy xấu. Ừ. Mai bắt đầu có lấy xấu. Giờ là tạm thời đây tới đây nghỉ chưa đây rồi. Cái tao dưa hơi dài rồi. Nó chiếu nằm rồi. Cố gắng đi làm cho Mai Cúc, để có tiền mình thuê phòng trọ. Cái đây dù sao nó dơ thì mình cũng có chỗ hay quần áo. Cái này nó có chết đến hay quần áo á. Cái này có một hai người khác cũng có. Cái này tư gian với mình trốn. Cái này mà để đi chưa làm. Bây giờ chị ngày mai Cúc bán số đi, bán từ mình có vốn. Có thu nhập ổn định rồi mình mới ở, mới ở lưỡi ghẻ, mình ở lưỡi được gì? Anh Cúc để đấy làm gì? Để đây chú gì cơ à? Mua cho chú luôn trong đó luôn. Thôi, hai ba đất rồi. Ờ. Chưa chú gì. Thế chưa mai Cúc ăn gì? Cho mày chưa, có tiền cơm để cho ăn. Chưa tiền cơm á, còn nó còn thời gian mà mới tiền. Không phải gì cho chú. Mai Cúc có biết là nhiều người rất là yêu quý mình vì cái tính cách không? Đấy, biết thương người. Ờ, đúng rồi. À, mình lại khó khăn rồi nhưng mà vẫn đó. Giúp đỡ những người khó khăn hơn. Dạ, mình cái chú đó khổ, mình có đi bộ thì nghẹt lắm. Ừ. Giờ cái chỗ ở của mình có chú đó không ổn định đó, ở cái chỗ gia giáo mà chú vẫn nằm được, chú chưa hay vậy. Nó không như chú chỗ đó không giờ bị cái tính cách không có sự việc người ta. Ý là không ý là không có kiểu dễ dãi rồi, rất là dễ dãi. Dễ quá cho nên mình rất là người mến mộ chú. Giờ chỗ với hành cầu á. Giờ muốn gặp chú rồi, giờ mình cũng dặn cho chú thì xin lỗi dò với chú. Còn Phước nè, mình chú có đi không? Đó đâu? Nghe gần Phước nè, cái gì thấy cuộc sống của chú rất khó khăn. Dạ, thôi để trưa chú về đây thì anh em qua đây sao? Chứ giờ xuống Hồng Cộng nó cũng có đường xuống. Ừ. Giờ đi xuống Hồng Cộng nó cũng không có đường xuống đâu, thì nó mất cái đường Phước Hai á. Dạ, để hôm nào. Giờ lên bạn. Giờ như mình cút lên đi thăm bạn. Có bạn gì xấu AK đó. Ừ. Bữa kia bạn có một anh bạn anh ấy chết Mai Cúc. Nói chung cũng có xấu rồi, phản ảnh là chết. Nó nói lúc mà mình nói tiếng mình quên ta ha, nói dạ có anh bạn nói dạ. Giờ mình cũng tính lên đi lên thăm ảnh cho anh an tâm phải không? Mấy người sống ở đời không muốn lập ra ai. Ví dụ đó là mình nếu mà là chết mình chắc mình cũng có lỗi gì tao chết mình. Cũng có một số lỗi đó. Vì anh bạn Quay,